Lamborghini sử dụng bí quyết đua xe thể thao của mình để tạo ra chiếc Huracan hợp pháp nhất trên đường. Lamborghini cho biết bạn có thể lái chiếc Huracan STO mới của hãng trên đường phố. Nhưng tôi không biết tại sao bạn lại làm vậy. Tôi không nói điều đó vì sự tàn bạo hoàn toàn của STO hoặc thực tế là bạn không thể nhìn ra phía sau. Chiếc Huracan chạy đường trường cuối cùng này cực kỳ tập trung vào hiệu suất. Tôi sẽ không muốn lãng phí 1mm đường mòn nào cho bất cứ thứ gì khác ngoài thời gian theo dõi. STO là viết tắt của Super Trofeo Omologato, có nghĩa là nó hoàn toàn là một phiên bản tương đồng trên đường của Huracan ST Evo cạnh tranh trong loạt đường đua Super Trofeo độc nhất vô nhị của Lamborghini. Đó là chiếc Huracan đường phố hợp pháp nhất mà Lamborghini từng sản xuất. Trong đó Huracan Performance cũng là một chiếc xe đường trường mạnh mẽ hơn, STO là một chiếc xe đua săn chắc. Tất nhiên, đó là điều hiển nhiên ngay từ khi bạn nhìn vào nó, mặc dù phối màu xanh lá cây và đỏ gây nhức mắt. Các thay đổi của STO thực sự khá rộng rãi. Toàn bộ phần đầu xe Cofango trong tiếng Lambo Speak là một khối vững chắc bao gồm chắn bùn, mui xe và cản. Phần lớn được làm bằng sợi carbon. Cấu trúc thân xe khổng lồ này siêu nhẹ và thiết kế bản lề phía trước của nó có nghĩa là mũi xe nghiêng xuống và giếng bánh xe nâng lên khi nó được nâng lên. Bộ chia phía trước, lỗ thông hơi trên mui xe và cửa gió trên vòm đều có tác dụng giảm lực cản khí động học và cải thiện lực xuống, khiến nó trở thành một tác phẩm kỹ thuật cực kỳ thú vị. Ồ, và khi tôi hỏi Lamborghini tốn bao nhiêu tiền để thay thế Cofango nếu bạn tôi không biết ăn hình nón ở tốc độ 160 dặm một giờ, một trong những người phát ngôn của công ty chỉ bắt đầu cười. Ở phía sau, kính cửa sập bình thường của Huracan được thay thế bằng một tấm ốp có mái che nhẹ, hoàn chỉnh với các khe hút gió bên cạnh vây cá mập rõ rệt và một khe hút gió bổ sung phía trên. Chức năng sang một bên thật là mát mẻ. Cánh khổng lồ có thể được đặt ở 3 vị trí khác nhau, vị trí cao nhất trong số đó cung cấp 926 pao lực xuống ở vận tốc 174 dặm một giờ. Tất cả đã nói, STO có lực xuống nhiều hơn 53% so với Huracan Performance và hiệu quả khí động học tổng thể tốt hơn 37%. Những lợi ích này là tài sản lớn nhất của Huracan khi nói đến khả năng theo dõi. Được hỗ trợ bởi một số phần cứng hiệu suất lớn, bộ giảm chấn Magnaride liên tục thực hiện những điều chỉnh nhỏ dựa trên điều kiện đường xá và bánh xe 20 inch mage nhẹ được trang bị ở cả bốn góc. Bridgestone đã tạo ra loại lốp Potenza cụ thể dành riêng cho Huracan STO, đồng thời có sẵn cả cao su đường trường và đường đua 245/30 giây trước và 305/30 giây sau. Đằng sau bánh xe, bạn sẽ tìm thấy đĩa phanh gốm carbon 15,4 inch phía trước và 14,2 inch phía sau, với công nghệ CCNR được điều chỉnh từ xe đua công thức 1. Loại phanh này có khả năng chịu lực cao hơn 60% so với nút chặn bằng gốm carbon tiêu chuẩn và có khả năng quản lý nhiệt tốt hơn gấp 4 lần. Tình huống được trang bị là động cơ V15,2 lít hút khí tự nhiên đã được thử nghiệm và thực sự của Lamborghini cung cấp công suất 631 mã lực tại 8.000 vòng một phút. Cũng như mô men xoắn 417 pound-feet tại 6.500 vòng một phút. Đó là một công suất bằng mã lực và mô men xoắn thấp hơn một chút so với Huracan Performance, mặc dù STO nhẹ hơn 95 pound. Nghiêng về quy mô ở mức nhỏ 2.952, chắc chắn bạn sẽ muốn sử dụng cần số lớn bằng kim loại gắn trên cột lái để vận hành hộp số ly hợp kép 7 cấp của STO. Ở chế độ truyền động tiêu chuẩn được gọi đơn giản là STO hộp số quá háo hức để sang số và sẽ không giữ các bánh răng qua các góc cua. Tự mình quản lý việc chuyển số sẽ giải quyết được vấn đề này và xem xét các đỉnh công suất cao nhất đã nói ở trên. Huracan STO là một trong những hình ảnh chân thực nhất về một chiếc xe đua đường trường và thật khó để đánh giá cho sự nổi bật của chiếc Lamborghini Huracan STO 2021. Chia sẻ hữu ích nhé!